Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Dự báo hôm nay, ngày 3 tháng 10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Trong 1 đến 2 ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên, sau đó sẽ xuống theo triều. Đến ngày 5 tháng 10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,8m và tại Châu Đốc ở mức 2,6m, tại các trạm hạ lưu xuống mức báo động 1. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với triều cường.